nói là các cháu là phải chừa lại cái khu vực mà cánh cửa là cái thông tin mà nhận chở hài cốt liệt sĩ miễn phí, bởi vì đó là một cái công việc mà chú ưu tiên hàng đầu và đó là một cái đạo lý làm người của Việt Nam. Khi mà một người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước thì chú nghĩ rằng đó là cái trách nhiệm không phải của riêng chú mà của tất cả mọi người cùng chung tay để làm sao đưa hài cốt liệt sĩ về tới quê hương của mình. Do đó chú không muốn cái cánh cửa đó là bất cứ một người khác. Thực sự là tình cảm của bà con thật là tuyệt vời. Còn mình cho đi thì nó không đúng là cái gì cả. Đối với cái sự hy sinh của các liệt sĩ cũng như của bà con nghèo trên cả nước. Ngay như sáng nay thì nghệ sĩ Việt Hương đã tặng tôi một chiếc xe cứu thương 1.7 tỷ. Đó là một cái điều tôi cảm thấy rất vui và đó là động lực để tôi tiếp tục trên cái hành trình thiện nguyện của mình đối với bà con nghèo. Thực sự mình cũng không thể rõ được là khi nào mình dừng lại, bởi vì nó còn phụ thuộc vào sức khỏe. Cái quan trọng nhất của cái hành trình thiện nguyện và lái xe cứu thương đi khắp mọi miền của Tổ quốc thì nó là sức khỏe. Nếu sức khỏe không đảm bảo được thì không thể làm được, và đặc biệt là ý chí, nghị lực và cái tâm của mình. Nếu làm việc này mà chỉ mong sự nổi tiếng, mong mình có tiền, mong sự nổi tiếng, mong quảng cáo, mong đóng phim thì không làm được đâu. Nó phải xuất phát từ cái tâm, mà không thì chỉ làm 2 ngày là làm buông xe hay không làm được. Thực sự thì rất nhiều cái kỷ niệm, rất nhiều cái dấu ấn trong cái hành trình 7 tháng qua với 45.000 km mà mình đã trải qua trên khắp các cung đường đèo vực nguy hiểm hẻo lánh, thì có thể nói là các bạn hỏi mình đột xuất như thế này thì mình cũng không nhớ hết được những cái mà mình đã qua, nhưng mà mình nhớ nhất những hình ảnh. Thứ nhất là hình ảnh của cô Nguyễn Thị Thúy Kiều, 34 tuổi. Cô ấy đã bị ung thư thời kỳ cuối và bác sĩ khoa của bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã mời xe của mình đến đón cô về. Bác sĩ có nói rằng là anh chạy nhanh thì mới kịp được, cô muốn mất ở nhà, gia đình cô muốn điều đó. Từ bệnh viện về nhà là 170 km, thì rất khó để có thể đạt được trong một thời gian nhanh nhất định. Chạy nhanh nhất cũng phải là 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ, thì trên đường đi có 1 tiếng đồng hồ là cô đã ra đi rồi, cô đã chút hơi thở cuối cùng rồi. Thì lúc đó một cảm xúc dâng trào đi ôm vô lăng những km còn lại nó rất khó tả, và mình nghĩ rằng là những cái công việc thiện nguyện như thế thì có lẽ những hình ảnh đó nó làm cho mình có động lực hơn trong việc chở bệnh nhân nghèo về quê. Hiện nay thì chúng ta đang tập trung vào các bệnh nhi nghèo, các bệnh nhi người dân tộc, người vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Mình ưu tiên cho các cháu bởi vì gia đình các cháu rất nghèo và các cháu này là nhỏ nữa, do đó mình ưu tiên. Và mỗi trường hợp như thế thì khi về tới gia đình của họ thì gia đình mình tặng họ 1 triệu, và mình đã bàn với vợ mình rồi là sẽ thực hiện cái điều này mãi mãi đến khi nào không chở được bệnh nhân nữa thì thôi. Nếu vợ mà không đồng ý và vợ mà gây sốc nhiều chuyện thì có lẽ là mình không thể thực hiện được cái việc này. Tính cách của mình là vậy mà. Mình nghĩ là đúng là một nào mà không ai cản mình được.